rồi thì tiền là đều là tiền, thì bán vật cổ, đồ cổ, đồ quý hiếm. Ví dụ như bên Thái Điện Hởm nè, con cặc bằng bằng đồng với con cặc bằng bằng gỗ á, nhỏ xíu vậy để mà đeo 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 leo lưng quần mà mình làm cái chìa khóa đeo á, mà thầy bán có người trả 1 tỷ, có người trả 300 triệu thầy bán luôn. Món cái này qua phải mình mua lại. Lúc đó là thầy bên Ấn Độ thì mới làm cái đó ha. Nhưng mà người ta nói là đi tu là để tạo phúc cho chúng sinh, mà thì thầy có quá nhiều tiền như vậy thì thầy phải đi làm gì đó cho xã hội chứ. Thì giờ thầy thành lập à, thầy là chủ tịch của Liên Hiệp Hội Từ Thiện Quốc Tế, liên kết với Mặt Trận, Ban Tôn Giáo Chính Phủ, liên kết với Quốc hội, liên kết với gì? Quỹ học bổng vừa dính, liên kết với Quốc hội khuyến học, liên kết với chữ thập đỏ trung ương. Thì làm từ thiện hàng tuần, thầy có tổ chức ai có tiền đóng tiền xe thì thầy cho đi phát quà từ thiện tuần tuần nào cũng có, chủ nhật hàng tuần. Ai có đóng 1 triệu thầy cho đi với cái đoàn đó. Là đóng tiền xe. Có nghĩa 50-50. Ví dụ như đóng cho thầy 1 triệu, tặng cho thầy 1 triệu. Thầy làm được vậy á ha. Nãy giờ thấy tàn là thầy thu luôn, không thấy thầy chi một tí nào hết. Hồi xưa tới giờ thầy không vô hết, không bao giờ thầy cho chi tất nào. Tại vì thầy đồng tiền thầy quý giá mà. Đâu có chi ra thoải mái như vậy. Thầy có biết có tiền thu không? Bỏ ra vì bình thường giống như đàn ông nào mà nó dụ thầy được đồng tiền khó lắm. Mà phụ nữ dụ thì có được không? Ờ, còn phụ nữ mà nó nhắc tới tiền là thầy né hết, thầy không trả. Cái họ không nói tới tiền. Mà họ cúng giường thầy á, là thầy nói cúng sao chưa thấy. Chứng minh đồng tiền đó cúng trong sạch coi. À, thầy cho em hỏi thêm cái là lúc trước cơm để 1 giờ thầy đi học, 1 rưỡi, 1 giờ đưa đi qua tới trường 1 rưỡi rồi. Với thầy giáo bữa nay dễ thương lắm. Bữa nay thầy học cái môn xã hội học. Thầy giáo đẹp trai không thầy? Thầy giáo vừa đẹp trai. Rồi cảm ơn thầy. Vừa men cũng khừ luôn. Khừ luôn thầy giảng hay mà thầy có hiếu nữa. Mà có cái là thầy bảo vệ rất là tốt về cảm ơn trai nha. Rồi ăn nè. Giờ ăn ra bên đây hay thầy ngồi bên đây? Đâu. Ngồi đâu tốt nhất? Thầy mai mốt biểu thầy thấy thầy làm con đó rồi bữa nào thầy làm tặng con. Thầy anh đó hỏi thì thầy nói bằng cấp đồ các kiểu để cho bà con biết cho thầy. Không không, tu hành không có nói tới bằng cấp trình độ. Mà em học cũng phải biết, tự học. Em thắc mắc cái gì này thầy, tại vì cái ý nói là thầy học trường nào cái thầy học đó có phục vụ cho tôn giáo, làm cho cuộc sống gì đó là để bà con. Thì học là chung hết. Học đời hay đạo, nếu học một cái trường đại học đó đều là phục vụ đời lãnh đạo hết, nên là không nói là học trường đời hay là trường đạo. Khi mình có bằng cấp, có bằng đại học, bất cứ trường nào đều có thể bằng nhau hết, dạy trường nào cũng được, học trường nào. Khi có bằng đại học có thể đi dạy trường đại học được, có thể đi dạy, đi học Phật giáo được, rồi thành lập chùa được, làm trụ trì được, làm việc giáo hội được, rồi đi dạy luôn các cái trường đại học Phật giáo được luôn. Thì có cái bằng chuyên môn mà, mỗi người chỉ chuyên môn một môn thôi. Thì mình có học chuyên môn nào thì mình dạy trường đời cũng được, trường đạo cũng được, tôn giáo nào cũng được luôn. Chứ không riêng tôn giáo. Thì đất nước Việt Nam có 16 tôn giáo và 43 tổ chức. Thì mình có bằng đại học chuyên môn gì thì mình có thể đăng ký, nộp hồ sơ bất cứ cái trường đại học nào, đời đạo tôn giáo nào cũng được trường dạy hết. Rồi mình học thạc sĩ, tiến sĩ thì mình dạy cao hơn nữa. Mình dạy những cái vấn đề về đời cũng được, về tâm linh cũng được, về tôn các tôn giáo cũng được. Nay thầy ăn qua cơm món gì thầy? Thầy tụng kinh Bali ha. Kinh Bali. Hôm nay thầy bữa hôm nay có đoàn đọc cho thầy nghe. Thứ nhất Lang Thang Sài Gòn. Kế tiếp là gì? Lang Thang Bình Dương. Lang Thang Bình Dương, còn kia Lang Thang quận 7. Lang Thang Củ Chi. Lang Thang Củ Chi. Củ Chi qua chỉ qua Củ Mì, Củ Mì chỉ qua Củ Môn, Củ Môn chỉ qua Củ Cải, Củ Cải qua Củ Phai. Chỉ luôn lang thang sống ở Sài Gòn, là người vô gia cư không có nhà không cửa. Hôm nay chúc tất cả các YouTube cuộc đời không trọ, sống ổn định, sống lang thang khắp mọi miền đất nước. Chịu chưa? Khóc chưa? Mà hôm nay thầy ăn món gì thầy? Hôm nay chúng ta ăn món tôm kho ớt, thịt kho tiêu, ớt kho, ớt xào sả ớt, rau muống xào tỏi, thầy ăn tịnh soạn canh, canh thịt bằm.
rồi chúng ta tụng kinh cúng dường hen, giờ thầy tụng kinh Bali trước. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yakha vali vaha pula puli pulenti sakalang eva meva itunang betanang ukapati ikitang vaitang punang kipa meva samisato sakvai ulanto sakapo janto panakoso yakha sapi tiyo viva santusa palo ko vina satuma te wawat antala yosuke kika kiko kawa kiwa kanasi lisani chung kutha vajayino jata lo khamma wa tham atupano sukhang phalam ansali sa tu rồi tụng trong tiếng Việt ha. Con dường thanh tịnh pháp âm tỳ lô giáo na quả thiên bảo của ông Thích Ca Mâu Ni Phật tương lai hàng sanh di là chúng Phật bậc là thái di đà di đà bồ tát cùng tâm thế như thiên cung Phật đại trí công phụ sự lợi bồ tát đại hạnh vô nhiều bồ tát đại bi quán thế âm bồ tát chư tôn bồ tát ma ha tát ma ha bát nhã ba la mật tam đức lục vị cũng là tập tánh tốt chúng nội tình phổ đồng chúng thiện được phát được thời đúng mình chúng thanh thiện chúng hội thanh thiện chúng mãn chúng ta tam quán. Một cái nhất nguyện độ nhất thiết ác, ngũ hai nguyện độ nhất thiện, ngũ ba nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Ngũ quán thứ nhất kệ công nhiều ít so với người đem đến cúng dường. Quán thứ hai xét đức hạnh của mình khi mong họ cúng dường. Quán thứ ba ngừa tham sân si là cội gốc. Quán thứ tư chính là vị thuốc tây để chữa bệnh khô gầy. Quán thứ năm vì hành đạo nghiệp mà họ cơm này. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy chúc phúc cho tất cả các anh em làm bên TV, làm bên đài truyền hình, truyền thông, báo chí, YouTuber, YouTube, những người quay phim, chụp hình, thầy nguyện hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Thì hôm nay thầy họ hưởng nhờ mấy anh em, thầy đi học tiến sĩ về triết học về Phật giáo, triết học về luật tôn giáo, triết học về lý luận chính trị, triết học về cao cấp về khoa học chính trị, triết lý rồi học về đại học, về đại học về quản lý giáo dục, về chuyên ngành tiếng Anh. Thì hôm nay đại đức Bình Phước đi luận văn lý luận về chính trị, học các cái chuyện đời và xã hội. Thì hôm nay đại đức Bình Phước cũng là giáo viên lớn, học các trường đại học xã hội nhân văn, đại học quốc gia, đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh, đại học kinh tế Hồ Chí Minh, đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đại học về các trường khác như hồi xưa thầy học cơ quan thành đoàn, rồi học các cái tổ chức của các cái nhiều quốc mô cũng nhiều môn khác, các trường đại học Phật giáo quốc tế như là trường đại học quốc tế ở Ấn Độ, trường đại học Mahachulalongkorn ở Thái Lan, trường đại học Mahamangkut ở Thái Lan, trường đại học Wat Tham Pakai Bangkok Thái Lan, rồi thầy học rất là nhiều trường lớp khác trong nước và quốc tế. Giờ hôm nay thầy cũng hồi hướng công đức những ai đã hỗ trợ giúp đỡ thầy tạo những phương tiện đủ điều kiện để thầy ăn học đến nơi đến chỗ đến chốn. Thì hôm nay thì đức cũng vui mừng đi ngay bỏ tiền bộ của giúp đỡ cho thầy không thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, nhất là giúp đỡ thầy về giáo dục con người, rồi thầy cũng có trình độ đủ để sau này đào tạo con người đầy đủ điều kiện giống như thầy. Thì mong muốn rằng sau này là thành lập các trường đại học đời và đạo,
đều phải song hành, có bằng đời cũng đi làm được, mà bằng giáo dục ở Phật giáo cũng làm được, thì có bằng xã hội dù làm việc ở Phật giáo cũng được, làm trường đời cũng được. Còn học trường đời, còn học trường Phật giáo làm sao giờ phải mời tất cả các giáo sư tiến sĩ ở ngoài các trường đại học hoặc ngoài đời vào cái trường Phật giáo để sau này các môn học thì dù mình học trường Phật giáo cũng làm việc được mà trường đời cũng làm được, cho nên là có nghĩa là bình đẳng và bằng cấp thầy, nào cũng đều hoạt động tốt. Thầy nói cái đó có lận lộn không? Tại vì cái bằng đời đem như bằng Phật giáo sao giảng dạy được? Thôi đừng nói, con nó càng nói con càng dốt. Thì mời thầy dùng cơm. Năm cái ngũ quán, cái quán này phát sạch mình thiếu để cúng dường. Không có nói chuyện. Chung bây giờ bàn những cái ngũ quán xét hạnh thiếu nó cúng dường thì cái ngũ quán nó hơi bị sai đó. Tại nó cũng nói chuyện nữa. Giờ im không im thì ra ngoài, không có quay gì nữa đó. Dạ, anh để con về. Anh lên về. Tất cả các bài kinh không có chùa nào tụng kinh giống nhau, và tất cả bộ kinh không có chùa nào giống nhau, và tất cả các pháp môn tu không có pháp môn nào giống nhau, và tụng kinh cũng các chùa nào cũng tụng kinh khác nhau, không có thì tụng kinh khác nhau rồi. Đúng rồi, tại cái kinh sách hiện bây giờ là bị sao chọn nhiều lắm. Giờ không có nói chuyện mà đúng hay sai đó, nên là mình đừng có, tại vì mọi người mà không có đức hạnh sao được cúng dường được. Ngay như quán cái đó là nếu quán thiếu đức hạnh mà để cúng dường hơi thì bị sai, cái đó là rõ ràng. Những người đời không đủ phước để thầy nhận tiền của quý vị đâu, nhưng người đời mà vô giáo dục với những người không có ăn học, và những người giàu có nhưng mà không có đạo đức thì ước mơ cả cuộc đời muốn cúng dường cho thầy, thầy cũng không nhận. Nên đừng có tiền là mình hôi mình trên tất cả. Mình có tiền nhân vật. Tại vì thầy biết Đức Phật dạy sao cái hạt cơm không? Hạt cơm tính thí nặng như núi Tu Di, tu không đắc pháp mang rong sừng đến trả. Mà sao nếu thiếu đức hạnh sao được cũng nhận được hạt cơm ha? Ăn trong chánh niệm, khi thầy ăn mình không được nói chuyện, không được phát ngôn. Không được.